Xin chào tất cả những người yêu âm thanh Thiên Hà Audio. Hôm nay Hải Sơn sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho tất cả quý vị các bạn một combo phải nói là trông thì vừa cổ điển nhưng mà đằng sau nó ẩn chứa bên trong nó lại là những cái công nghệ rất là hiện đại. Và cái mức giá của cả combo này là 23.270.000 và nay còn là 19 triệu. Để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay. Đây, cái thành phần chính, thực ra có hai cái thành phần trong bộ dàn này thì đều là thành phần chính luôn. Nhưng mà đây là bộ loa, đây là loa Calip The Six. Nói về cái loa này, đây là một cái loa Bluetooth. Nó được tích hợp bên trong là âm ly luôn. Tức là đây là cái loa chủ. Nó sẽ tích hợp luôn cả âm ly và rất nhiều các thứ khác. Và cái bên loa này là cái bên loa phía bên trái. Nó sẽ được kết nối dây từ bên loa bên phải, loa chủ sang loa này. Thì nguyên một cái cặp loa này, nó là giá là 18 triệu. Nhưng cái hay của cái loa Calip The Six này là nó chứa gần như tất cả mọi thứ mà một cái người yêu công nghệ yêu thích, và thậm chí là một cái người trung niên cũng có thể rất là yêu thích các sản phẩm này. Nói về hình thức trước nhé, cái đôi loa này nó được là mô phỏng theo cái con Calip Heresy 3 la mã. Đấy là một cái đôi loa cổ điển rất là lâu rồi của Calip. Thì cái đây là một cái phiên bản mà nó làm theo cái phong cách của cái loa cổ đó. Và nó lại cũng được thêm vào một số những cái điểm nhấn để trông cho nó hiện đại trẻ trung hơn. Tức là cái hình thức của nó vừa có một cái tí gì là gọi là hoài cổ, vừa có một cái pha lẫn một chút gọi là hiện đại để cho người trẻ lẫn người trung niên đều có thể dùng được. Tiếp tục thứ hai, đây là một cái loa công nghệ đúng nghĩa. Khi bên trong nó có sẵn âm ly tích hợp luôn. Và cái công suất của nó cũng rất là mạnh. Tức là công suất của nó là 100W nhân 2. Đấy là khi đánh liên tục. Và khi đánh gọi là trong thời gian ngắn, gọi là peak power, công suất đỉnh, thì nó lên được tới 200W. 200W nhân 2. Công suất của nó hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta nghe nhạc trong những cái không gian khoảng 20m2, ngon lành luôn. Tiếng rất lớn, rất trong trẻo. Còn về cái công nghệ là hay ở đây này, là nó tiếp nhận cái chất lượng âm thanh truyền dẫn qua cái giao tiếp Bluetooth đây. Như quý vị các bạn nhìn đây là biết là nó có những cái gì ngay. Thì chúng ta có thể dùng điện thoại bắn thẳng nhạc qua Bluetooth đến cái loa này. Và cái chất lượng của nó đạt được tới là chuẩn aptX. Nhưng ngoài ra nó cũng có rất nhiều các cái đường kết nối khác. Đấy, bây giờ mình sẽ xoay cái loa lại để cho quý vị các bạn xem nhé. Đây, đây mình xoay lại một chút. Đấy, đây, giữ đây. Đây, cái đằng sau loa này nó có rất là nhiều các cổng kết nối. Phải nói trong cái phân khúc của nó là chùm luôn. 18 triệu, một đôi loa Bookshelf, làm trông rất là nghiêm túc. Có tích hợp sẵn âm ly bên trong luôn. Tức là giá tiền đấy có âm ly, mà nó vô vàn các cổng kết nối. Đây, cái điểm rất mạnh của nó là nó có cái đường digital in này rất là nghiêm túc. Là khi nó có cái đường USB audio như này, là quý các bạn cắm laptop vào đây là nó hiện lên, là đây trong máy tính là hiện lên. Đây là một cái sao cạc rời luôn. Và mình giải mã tín hiệu và nó khuếch đại âm thanh luôn. Rất là sướng, có cái đường USB audio. Trong cái tầm giá này, với một cái loa mà gọi là có âm ly như này. Tiếp tục là chúng ta có đường analog in cổ điển. Với cái đường này, chúng ta có thể cắm một cái đầu đĩa CD về đây. Thế là biến một cái set, nó trở nên thành một cái set để nghe nhạc từ đĩa CD. Rất là chuẩn. Đường AUX là để cho chúng ta cắm âm thanh từ máy tính vào. Đấy. Và ngoài ra nó lại còn có cả đường phono nhé. Nếu mà gạt sang phono này thì cắm vào đây là nó tích hợp luôn phono ở bên trong. Còn khi gạt sang đường line là để cho chúng ta cắm CD vào. Đấy, rất là tiện nhé. Và thậm chí là nó còn chuyên nghiệp đến độ mà nó có cả cái đường để nối đất. Đấy, ground. Đấy, thì bây giờ cái hay của cái hệ thống này còn nằm ở cái gì nữa? Là chúng ta sẽ có một cái thiết bị, đó là một cái mâm địa than. Mà nó cũng công nghệ luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái phần mâm đĩa than này. Đây là một cái mâm đĩa than, nó có giá thành là 5.270.000. Một giá thành không hề cao đối với một sản phẩm mâm đĩa than. Tất nhiên là cái mâm đĩa than này nó hướng tới việc là chúng ta nghe nhạc tiện lợi, giá thành thì có thể gọi là rẻ. Vì rất nhiều mâm đĩa than nó còn đắt lên tới hàng trăm triệu thì một sản phẩm như này là rẻ. Nhưng mà nó lại rất là tiện để nghe nhạc. Nó hướng tới việc là chúng ta nghe nhạc một cách thú vị, dễ dàng chứ không phải là quá gọi là chuyên sâu. Ở đây có thể chọn được tốc độ này. Có start này, stop này. Đấy, và có cả cái tính năng mà chúng ta có thể nâng được cái tay cần lên. Đây, thấy không? Mình ấn này là nó nâng tay cần nhé. Bây giờ mình đưa vào là tự quay luôn. Rất là tiện. Đấy, thế xong muốn xuống thì đây, ấn cái là xuống. Là sẽ có tiếng nhạc luôn. Và khi mà chúng ta chơi
cái nhạc nó gần hết nha. Ví dụ là mình để vào vào trong cùng này. Đây. Khi mà cái nó chơi hết cái dạng đĩa, nó tiến đến phần bên này, thì tất cả cái hệ thống này nó sẽ tự nâng cái tay cần lên và nó sẽ tự chạy cái tay cần này trở lại về phía bên phải. Rất là hay. Đấy, và cái mâm này nó cũng sẽ tự động dừng luôn. Thì đây là một cái tính năng mà nó rất là công nghệ, mà thường nó chỉ có những cái sản phẩm gọi là tầm tiền thấp thôi, chứ còn cái loại mà đắt tiền nó lại không có cái tính năng đấy. Đấy là cái đặc trưng. Và cái hình thức này rất là đẹp. Thì cái đầu, cái mâm đĩa than này nó còn có cái đặc điểm gì hay, đó là nó có thể xuất được âm thanh theo dạng là Bluetooth. Tất nhiên là nó có thể xuất ra được bằng dây rồi, nhưng mà cái hay là nó xuất được bằng tín hiệu là Bluetooth. À đây, các bạn nhìn thấy không? Nó chạy rất là hay này. Đấy, nó chạy ngược lại rồi này. Bây giờ mình ấn cái là cái tay cần này nó sẽ hạ xuống và cái mâm đĩa này nó sẽ, đấy, nó sẽ tự động dừng quay. Đấy, cái này hay. Thì cái hay của bộ combo này mà Thiên Hà chọn là hai cái thiết bị này, hình thức thì trông có nét cổ điển nhưng mà nó đều tích hợp công nghệ Bluetooth là chuẩn aptX. Khi mà tín hiệu phát từ cái mâm đĩa than này hỗ trợ aptX và cái loa nó cũng hỗ trợ nhận cái tín hiệu aptX, thì nó sẽ đồng bộ với một cái chất lượng truyền phát có thể gọi là rất là tốt, có thể gọi là tối ưu đối với chuẩn Bluetooth. Và khi mà mình bật Bluetooth ở trên cái mâm đĩa than này và bật Bluetooth ở trên cái loa, nó tự pair, tự nhận với nhau luôn. Bây giờ làm mẫu một ví dụ là nó có tiếng luôn này. Đây, ví dụ là mình đặt vào đây, mình đây đặt vào đây mình chơi nhạc nhé, chơi nhạc. Đấy, sau mình chạy sang bên này, mình vặn. Đấy, có tiếng luôn. Thì cái hay ở đây là với cái giao tiếp Bluetooth là chúng ta hoàn toàn có thể để cái loa này cách rất xa với cái đầu đĩa, thậm chí đặt cách xa 5-7 mét, 10 mét nó cũng vẫn nhận bình thường. Tại vì nó là truyền dẫn theo kiểu Bluetooth. Ở đây là mình hoàn toàn là chỉ cắm dây nguồn vào loa và một cái dây thông từ bên loa chủ sang cái bên loa phụ thôi. Còn tất cả cái tín hiệu mà đi từ cái mâm đĩa than này ra đây là không dây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi ra ghế để trải nghiệm một cái sự kết hợp rất là hay này. Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau khó phải muôn đời. Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên, bài hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng, cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta, chờ giữa quãng xa bên đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin cho ta chút thôi, chút thôi. Bình minh đến đón ánh nắng sáng, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài say ôm lấy người, đời như một giấc mơ mãi không tan vì người. Xa vắng tiếng dương cầm dịu dàng một nỗi nhớ mong. Sâu lắng khúc nhạc buồn nhẹ nhàng trong đêm lắng buông. Có một thời đã qua, đã muôn trùng cánh xa.
tiếng dương cầm thiết tha nhẹ ru tiếng hát bay xa. Là cả cái hệ thống này đem lại cho mình rất nhiều hứng khởi, tức là cái tín hiệu của nó kết nối rất là ổn định, âm thanh phải gọi là cực kỳ trong trẻo, tiếng hát rất là dày dặn. Rất là khó tin với một cái mức giá tổng cộng của cả bộ thì còn 19 triệu mà chúng ta có thể thưởng thức được âm nhạc một cách hiện đại đến như vậy. Nhưng không những là có thể thưởng thức được từ mâm đĩa than mà chúng ta vẫn có thể chơi nhạc từ Bluetooth vào đây hay là cắm máy tính vào đây để mà chơi cơ mà. Cho nên đây là một trong combo cực kỳ thú vị về mặt công nghệ. Thì quý vị các bạn, nếu muốn sở hữu combo này thì hãy điện ngay đến số hotline hoặc là tới Thiên Hà để trải nghiệm. Số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Quý vị các bạn hãy nhớ ấn like, subscribe và ấn thông báo để biết thêm được về những cái clip mới nhất của Thiên Hà Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.